quên đi sự xô bồ, tấp nập của cuộc sống hiện đại, tìm về con ngõ nơi có tiệm cà phê nhỏ xinh với không gian gần gũi, quen thuộc, đậm chất thời bao cấp, một không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh, phù hợp để thư giãn, tỉ tê tâm tình, hoặc đơn giản là tìm về một góc nhỏ để ngồi một mình suy nghĩ về cuộc sống hối hả, nhộn nhịp ngoài kia. Từ cái nhìn đầu tiên, cà phê Cù đã làm say đắm tất cả những vị khách với các lứa tuổi khác nhau. Là một trong những quán cà phê mang đậm cái phong vị xưa cũ của thời bao cấp, với không gian yên tĩnh, đường nét trang trí cũ kỹ, đơn sơ, mộc mạc, từ màu sơn tường, bàn ghế đến những chiếc cốc uống nước nơi đây đều tạo cho chúng ta một cảm giác lạ mà quen, quen và lạ. Lạ là trong cái cuộc sống hiện đại tấp nập ngày nay, để tìm được những hình bóng đó không còn mấy dễ dàng. Còn quen ở chỗ, những hình ảnh đó dường như đã nằm sâu trong ký ức tuổi thơ của rất nhiều người trong chúng ta. Những chậu cây nhỏ xinh, những chiếc radio xưa cũ cùng những món đồ khác được khéo léo trưng bày tại quán đã mang đến cho người ta một cái cảm giác vô cùng thân thuộc, gần gũi và bình dị, như đang ngược thời gian quay trở về với cái thời bao cấp trước đây. Mọi thứ gần gũi đến mức làm người ta xao xuyến và bồi hồi. Nơi đây như một viện bảo tàng thu nhỏ. Ngoài nét độc đáo của không gian quán, chúng ta không thể không nhắc đến đồ uống nơi đây với sự đa dạng và không kén miệng. Đồ uống tại cà phê Cù là sự kết hợp sáng tạo của các hương vị với những nét đặc trưng riêng, kết hợp lại với nhau tạo nên một hương vị ngọt ngào, thơm ngon và độc đáo. Ngồi ở đây giữa lòng thành phố hối hả, bạn sẽ thấy như được trút bỏ những bức bối, buồn phiền của cuộc sống, một cảm giác thật bình yên. Nếu một ngày bạn mệt mỏi, muốn tìm một nơi để thư giãn, thì hãy đến với cà phê Cù, một góc nhỏ thân thương, rất thích hợp để hoài niệm. Lật từng trang sách và đánh những bản nhạc guitar bên ly cà phê ấm nóng. Loay hoay trong mỗi hôm.